Các vị, tạm dừng tay lại được không? Ta và Tiêu Vân Dương là bạn tốt, vừa mới từ biệt ở Hàng Long Thành. Sao? Người quen biết đại hoàng tử à? Tứ ca, rõ ràng tiểu tử này nói nhăng nói cuội, một tên oắt con võ trùng cảnh nhỏ bé của cực đông, làm sao kết giao được với đại hoàng tử điện hạ? Tiêu đại ca là một kiếm tu, ta và huynh ấy đã quen nhau ở trong thần tích Long Văn. Lúc đó huynh ấy đang lĩnh hội võ kỹ hệ thổ, tên là Nham Khải. Ngươi thật sự quen đại hoàng tử điện hạ? Đâu chỉ quen biết, bọn ta còn là bạn tốt nữa. À, đại hoàng tử của các ngươi đang nợ ta một ân tình, khi khác các ngươi hỏi là sẽ rõ. Chuyện này không phải giả. Nếu ngươi quen biết đại hoàng tử, vậy chuyện này cho qua, Ý Liên trong hồ sẽ nhường cho các ngươi, cũng chẳng phải là bảo vật chân quý gì cả. Chúng ta đi. Dương Trần, lần này cũng nhờ có ngươi. Dương Trần, nếu không nhờ ngươi thì chúng ta gặp phiền phức to rồi. Dương Trần, ngươi quen đại hoàng tử của chân võ đại quốc sao? Dù hắn không tới thì chúng ta cũng không thua đâu. Chúng ta đông người mà. Tiểu Nguyên, Tả Sư thì đâu? Tả Thu Giao đi theo người khác rồi, là một vị thiên tài của đại hành ma tông, tên Thù Vân. Tỷ ấy đường đường là người đứng đầu kiếm tông, vậy mà lại bỏ trốn với người khác à? Tả Sư tỷ vào Đông Xuyên đại tông, chẳng phải đây là chuyện tốt sao? Tại sao mặt mày các ngươi ủ rột thế? Dương Trần, phì, Tả Thu Giao vừa gia nhập đại hành ma tông đã đứng trước mặt bọn ta sỉ nhục kiếm tông bách ban. Chúng ta bị người của đại hành ma tông vừa chửi vừa rủa, con à, không chỉ không nói giúp mà còn thêm dầu vào lửa. Vậy các ngươi có dự tính gì? Chuyện đó không cần ngươi lo. Vậy thì từ biệt tại đây. Ca ca, đợi danh tiếng của chúng ta truyền khắp nơi, chắc chắn sẽ gia nhập được tông môn lớn. Đừng nói đến những nơi khổng lồ kia, ở trong thế lực nhị đẳng, chắc chắn là chúng ta thừa sức đứng vững. Nhìn cái năng lực của đệ kia, thế lực nhị đẳng còn không đuổi đệ đi à? Với điều kiện của hai ta, không nói đến vị trí đầu của tứ đại tông môn lớn, thì ta cũng đúng thực là đệ tử tinh anh rồi. Tiểu Khuyết, hành trình của chúng ta từ La Phù cổ thành bắt đầu, tạm lấy cái cổ thành làm nơi để đặt chân trước đã. Nghe theo huynh hết. Là Đông Phương Tuấn Giật của Lưu Vân Cốc, không ngờ hắn lại vượt qua bài kiểm tra. Có ma rồi, Đông Phương Tuấn Giật chỉ là võ trùng cảnh cửu trọng, không ngờ lại làm được. Thần không biết phần kiểm tra của La Phù cổ quốc này đang làm kiểu gì. Lão ca, xin hỏi ở đây đang kiểm tra gì? Đây là La Phù cổ quốc đang thuê các thiên tài ưu tú nhất xông vào di tích chiến trường cổ, nhưng chỉ có người nào vượt qua bài kiểm tra mới có tư cách. Nghe nói người vượt qua được còn có thể gặp được vương nữ điện hạ xinh đẹp như tiên trong truyền thuyết. Xinh đẹp như tiên? Tiểu Khuyết, chúng ta đi kiểm tra đi. Đặt tay lên hòn đá, đưa một tia thần thức vào là được. Khà khà, Tiểu Hữu, người đã vượt qua bài kiểm tra, mời vào trong cung tạm nghỉ người trước. Có ma rồi, tiểu tử này từ đâu nhảy ra? Chỉ là võ trùng cảnh thôi mà cũng vượt qua bài kiểm tra được. Hả? La Phù cổ quốc hành sự khiến người ta khó hiểu thật. Mấy thiên hợp cảnh bọn ta mạnh như thế không thuê, lại đi thuê một tu sĩ võ trùng cảnh. Đúng là không hiểu nổi. Này, đợi đã, ca ca vẫn đang ở ngoài. Tiểu Khuyết, đệ cứ vào trước đi, ta sẽ theo sau. Ngươi, Tiểu Hữu, à, có thể hỏi tên ngươi được không? Ngươi đến từ đâu? Tiền bối, tiểu tử họ Dương, đến từ Đông Hoàng Kiếm Tông. Ngươi đến từ cực đông à? Hả? Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử đó đến từ cực đông sao? Ta có chút không tin được, một nơi như cực đông thì sao có thể tạo ra được thiên tài như vậy? Trật tự nào? Hoan nghênh công tử. Không ngờ những thị nữ này, người nào người nấy đều là thiên hợp cảnh hết. Ca ca, bên này. Vương nữ điện hạ, vương nữ điện hạ tới rồi. Thật không hổ là vương nữ điện hạ.